Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý đạo hữu. Và con kính cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tham Ma trên mạng internet qua Bangkok, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 5 năm 2022, Phật lịch 2566, tuần lễ Khánh Đản Vê Sắc, Phật lịch 2566. Đức Phật lịch sử, Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp chương trình. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều vào tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chị thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi điều họp cho bài học ngày hôm nay. Và hôm nay là tuần lễ Khánh Đản Vê Sắc Phật lịch 2566. Nội dung Đức Phật và lịch sử, chúng con xin được kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng điều họp cho chương trình ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đang trải qua một tuần lễ nhân ngày rằm tháng Vê Sắc, tương đương với tháng Tư âm lịch của chúng ta. Ở năm nào cũng vậy, người Phật tử khắp năm châu trong tháng Tư, và nhất là đúng ngày rằm tháng Tư, ở một vài nơi như tại Trung Hoa thì khởi sự từ mùng 8 cho đến ngày rằm tháng Tư âm lịch là thời gian trong năm, và có thể nói rằng đó là đại lễ quan trọng nhất của người Phật tử để long trọng tưởng niệm sự ra đời của Đức Phật. Và hôm nay thưa quý vị, ngày thứ hai của tuần lễ Khánh Đản ở trong lớp Phật pháp Bụt Thầy, chúng ta đặc biệt đề cập đến Đức Phật lịch sử. Quả thật thì riêng trong văn hóa Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam, thì điều này trở nên rất là quan trọng, bởi vì người Phật tử tôn thờ rất là nhiều vị Phật, rất là nhiều vị Bồ Tát, nhưng mà nó sẽ là một điều rất là thiếu sót nếu chúng ta biết nhiều những vị Phật mà chúng ta không có biết nhiều về Đức Phật. Vì chúng ta thường gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
nhưng mà nó chính xác chúng ta gọi là Đức Phật Cô Đàm hay là Đức Phật Cô Tâm Ma. Không hiểu Đức Phật lịch sử thì chúng ta sẽ không hiểu được cái chiều dày văn hóa xuyên suốt 25 thế kỷ vừa qua, không hiểu về giá trị lịch sử thì chúng ta sẽ không cảm nhận được những điều rất là thiêng liêng khi chúng ta đi hành hương về các phần đất nơi mà Đức Phật đáng sanh thành đạo chuyển pháp luân viên tịch Niết Bàn và cùng những thánh tích liên hệ khác. Không hiểu về Đức Phật thì chúng ta sẽ không có cảm nhận được cái bối cảnh mà đã là một cái chiếc nôi, là một cái nền tảng để Đức Thế Tôn này thuyết pháp, thiết lập ngôi nhà giáo pháp cách đây 25 thế kỷ ở tại cái vùng mà chúng ta gọi là vùng Trung Ấn. Chúng ta rất cần biết về lịch sử của Đức Phật, mà nói cách khác, cần biết về Đức Phật qua lịch sử. Và với một số những cái tư liệu khả tín, và từ đó chúng ta có thể một phần nào hiểu được về Đức Phật ở trong góc nhìn tinh sát hơn. Thế vì căn bản mà nói đó, thì có bốn hình ảnh của Đức Phật mà chúng ta thường nghĩ đến. Một là Đức Phật thuần về phương diện giáo lý. Ở đây thì chúng ta đặc biệt nói đến một vị Phật toàn giác như hôm qua đã được đề cập, và những gì liên hệ đến sự suy tư của Ngài, lời dạy của Ngài qua những ý nghĩa rất là trừu tượng được ghi ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Và thông thường thì đây là điều mà người Phật tử thường đến với Đức Phật, và là chúng ta hiểu Đức Phật qua Kinh Điển. Có một hình ảnh khác mà chúng ta cũng biết về Đức Phật, đó là Đức Phật qua văn hóa. Thí dụ ngày nay chúng ta đi chùa, nhận ra tượng Phật này là tượng Phật Thích Ca, kia là tượng Phật Di Đà, đó là tượng Phật Dược Sư, vân vân. Thì chúng ta y cứ trên những đường nét mà các nghệ nhân đã tôn tạo ra các pho tượng. Và dĩ nhiên là do cái sự sáng tạo của con người và những nghệ nhân này đến từ nhiều văn hóa, nên nét mặt của Đức Thế Tôn cũng có những điều tương đối là khác biệt giữa văn hóa này với văn hóa khác. Và điều đó cũng không có nghĩa là một người Phật tử chúng ta chỉ thờ có một Phật của kiểu của Tích Lan, của Thái Lan, của Tây Tạng, của Nhật Bản, của Trung Hoa, của Việt Nam, mà chúng ta phải vượt xa đi cái khía cạnh văn hóa. Và thứ gì cũng có một Đức Phật mà chúng ta được biết ở trong đời sống của chúng ta, Đức Phật của tín ngưỡng dân gian. Chúng ta đã gặp rất nhiều những ngôi đền, ngôi chùa, thậm chí ở Việt Nam còn có một pho tượng Phật được gọi là Phật Cô Đơn. Cô Đơn là ngày xưa một mình ở giữa đồng, bây giờ là có cái cơ ngơi, cơ sở rất lớn được xây dựng thêm. Nhưng mà qua cái hình ảnh của Phật Cô Đơn ở Việt Nam thì chúng ta hiểu được rằng đó là một đặc trưng về cái tính cách tín ngưỡng ảnh hưởng dân gian như thế nào. Cũng như là ở tại Nhật Bản, tại Trung Hoa, có những trường hợp những người đánh cá trong lúc kéo lưới tìm được một pho tượng Đức Quán Thế Bồ Tát hay tượng Phật, họ đem về trở thành một cái biểu tượng của tín ngưỡng trong làng, trong xứ, và tạo nên những ngôi đại tự. Thì thứ vì những người này thờ Phật nó bắt nguồn từ một cái điểm xuất phát là một tôn tượng được vớt lên từ ngoài biển cho rằng lên đứng, thì chúng ta tạm gọi đó là Đức Phật của tín ngưỡng. Vượt qua tất cả, chúng ta cần có một vị Phật lịch sử. Vì lịch sử ở đây tức là chúng ta nói về thời gian, nói về không gian, chúng ta nói về dòng tộc, chúng ta nói về những cái di chỉ mà được các nhà khảo cổ khai quật. Qua những điều này chúng ta có thể xác lập được rất là rõ, và rất là rõ về Đức Thế Tôn, Ngài đã ra đời như thế nào, ở trong thời gian nào. Và đó cũng là cái chủ đề
mà chúng ta sẽ bàn đến trong chương trình ngày hôm nay. Và sau đó thì sẽ có phần thảo luận giữa chư tăng. Chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi đang ở chùa Hương Đạo ở trên Forward ở Texas, và 9:30 chúng tôi phải bắt đầu buổi lễ. Do vậy chỉ có thể có mặt ở trong chương trình hôm nay 90 phút đầu, 30 phút còn lại hy vọng rằng qua tìm tự siêu cũng như chư Tôn Đức sẽ giúp cho phần này. Bây giờ thì chúng ta một lần nữa ở trong mùa khánh đản với từng lễ niệm ân của Đức Phật, hãy cùng nhau đem tất cả tâm tư để dâng lên Đức Phật lòng thành kính với sự xứng đáng và nghi thức chánh lễ. Và nghi thức chánh lễ cũng được mở đầu với nhạc lễ. Xin thỉnh Đại Đức Tự Trì cùng chư tăng chùa Vị Giác bắt đầu cho phần nghi lễ hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn, bậc chánh biên trì đang cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lanh giữ lại quần sanh.
Itibiso Phagawa Rang Samma Sambhutho Vicha Charana Sambhano Sugato Laka Viro Anuataro Purisa Dhamma Sarati Sade Vamalu Sanang Vuto Phagawati Hồng danh Phật nhiệm màu ân cung, chánh bi trì minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày ly chân, vô thượng sĩ pháp âm tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành. Phật đã toàn giác thế tôn trong đời, xóa kha thu Phật gawa ta thâm mô san di ti ko a ka li ko e hi pa si ko o pa na yi ko pa cha tang ve thi ta po win yo he ti Pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa nhân ngôn giác ngộ hiện tình, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngoạc nhiên liễu tường, đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hương thượng tâm thoát ngõ vọng trần, tuy nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tính lạc khoa ân nhiệm màu. Dạ đi đăng cha ta ri pu ri sa yu ga ni a ta pu ri sa bo ka la e sa pa ga wa to sa wa ka san ko a hu ne yo ba hu ne yo da ki ne yo an cha li ka ra ne yo an wa ta rang vun nhan khe tang lo ka sa ti Bậc diệu hạnh thính văn thích tưởng, bậc trực hạnh pháp lữ thiện gia, bậc như ly hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn, thành đạo quả bốn đời tam chung, đệ tử Phật ưng cung tôn nghiêm, cũng nghinh kinh lễ một niệm. Tăng chung vô thượng phước điền thế gian. Kinh lại Phật toàn trị diệu giang, đấng đại hùng giải thoát tử sanh, đại bi đại trí trọn lành, trời người quy ngưỡng tư sanh nương nhờ. Kinh lại Pháp Cam Lộ thanh thủy, đạo thầm thầm diệu ly hiển minh, lượng phương cứu khổ hữu tình, ba tòa tạng bao thánh kinh lưu truyền, kinh lại tăng phước điền cao cả, thừa Như Lai hoằng hoa đạo màu, đứng thanh tịnh hạnh vô cầu, rạng người tam học nêu cao gương lành, ô đàm hoa thiện sanh một thuở, vạn năm sau còn tỏa linh hương, còn đứng ca tổ kia cương, trải vô lượng kiếp tìm đường độ sanh, ba la mật não tình Bồ Tát, quy đạt thành diệu giác bi, hùng tâm đại nguyện nan nghị, biểu trần quyết vượt ngày gì ra khơi, kiếp hát cho cùng trời đầu xuân, xét nhân lành gia tộc thời gian, thay trùng ân độ lạc ban, hoàng triều tinh chủng nghĩa nhân rạng ngời, mạng đà la hoa trời khoe xanh, chim tận già diều dặn ca thanh, ngài từ thiên giới giáng trần, vào lòng Phật mẫu viên thành nguyện xưa, đứng ma gia cùng vua tịnh thần, cung ô phiền hiếm muộn đã lâu, miêu cao đền tha nguyện cầu,
sẵn con nói giỏi mai sao khóa lòng. Chợt một hôm cung son hiển mộng, khắp hoàng hôn hương lộng ngạt ngào. Mây lành tỏa sáng năm màu, đại linh bạch tượng nhậm vào thanh thai. Điện cổ trùng rèm ngay thấm thoáng, hoàng khâm thiên đoan mộng được vậy. Hoàng năm rồi sẽ ra đời, hạnh khôi tu lệ con trời giám thương. Biết điềm lành phạm vương hoan hỷ, đức ma gia trăm vị kiên khem. Giới điều nét hạnh nhu hiền, đêm ngày trai tỉnh đại duyên mãn vùng. Lâm ly ni tâm hồn tư tới, dạo gót mây tay với lòng hoa. Tình linh trời đất hiện ra, ngôi sao vô tỷ sĩ đạt ta gian phẩm. Tử thiên vương quan tâm hậu hạ, đại long vương cung nhã mưa sương. Chưa thiên hoa đất cúng dường, ba cõi rung động thanh dương chói lòa. Bảy bước thì liên tòa kết nụ, chỉ đấng trời thượng hạ tuyên ngôn. Giờ lại vô thượng chí tôn, thần này kiếp cho không còn trầm luân. Khám ba cõi chung sanh hoang lạc, chính tầng không thiên nhạc đeo vang. Mở ra trang sử huy hoàng, ngàn năm mình dấu bước chân đại từ. A si ta ẩn tu non thẩm, chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân. Hội dùng thần lực vượt ngàn, xin gặp thanh nấu lòng nhàn bái mừng. Trước quy thể nghiêm cung phụ phụng, chợt hoàng nhi đạn gót lên đầu. Đại tiên biết chuyện cơ màu, không cười đòi lại kinh tâu sự tình. Không là không thương mình bản phận, chẳng được nghe giáo huấn của ngài. Mai sao chứng quả Như Lai, thuận sư vô thượng bốn loài hàm ân. Cười là cười duyên phần sanh, điều năm kia vốn chẳng có hại. Muôn loài tha khổ được vui, tham nhuận chân pháp trời người hân hoan. Đức ma gia viên toàn phước bao, bảy ngày sau đầu xuân hóa sanh. Giờ đây nụ điểm đầu cành, nhà tài kê mẫu viên thành thắng hoa. Thường thái tử âu lo hậu vận, tình phản vương lòng chẳng được an. Sợ con từ bỏ ngai vàng, sợ mai bông xê bẻ bàn thâm cung. Tuổi vừa lớn hình dung tuân tu, mọi vinh hoa phú quý bài ra. Nằm ngồi lầu ngọc sàn nhà, đến đi nhung lụa gấm hoa sẵn dành. Vườn ngự uyển sáng lành tu màu, màu cung môn tinh đổ quang minh. Cùng Nga thế nữ diễm thủng nghìn tư bề, lầu tranh nóng tuyết lê nở rộ. Đình thanh lương tăng gió dạt dào, sớm chiều hải vị sơn hào. Lầu son gác tia thiên lao giữ gìn, 16 tuổi khen tìm mỹ nữ. Nàng gia du hàm tiêu sang hương, xuân xanh phơi phơi cúng đường. Còn danh tơ đỏ mà dương cánh thần, từ nết hạnh tánh tâm vô thượng. Đơn tài hoa thiên tương khôn nghị, nói nặng văn kẻ khiêm nguy. Học hành tư cách khác gì phượng long.
sa pe sa ta ha we ra hon tu su ki ta hon tu ni tu kha hon tu a pya pa cha hon tu a ni kha hon tu thi kha yu kha hon tu a ro ga hon tu sam pa te hi sa me chan ki a ta nang ma re ha han tu do kha pa ta cha ni tu kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta ni so ka hon tu sa te ni ba ni no nguyện cầu tam hương mười phương chúng sanh muôn loại hãy thường an vui đức trời quan trai nhiều đời bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan hại nhau chỉ chuốc lầm than mê si điên đảo vô vàng lệ châu chúng sanh vô bệnh sống lâu nguyện cho thành tổ phước sâu đức gì nguyện cho an lạc từ nay dân trừ không khổ đắng cay oán hận dân trừ kinh sợ tai ương bao nhiêu khổ não đoạn trường vĩnh đi nguyện cầu tam bảo chứng tuy song đời tánh toàn Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyangno Anumodanta Chiran Rakhantu Sasanang Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyangno Anumodanta Chiran Rakhantu Rathake Akasatha Chapumatha Matha Devanaga Mahitika Bunyang Mo Anumo Dantu Chiram Rakhantu Nyata Yo Akasatha Chapumma Devanaga Mahitika Bunyang Mo Anumo Dantu Chiram Rakhantu Panino Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang No Anumodam Tuchiram Rakhan Thuno Sada Nguyện phước bao đã làm hồi hương khắp chư thiên bao thiện thần hộ pháp nhiều ai đứng thần lực ngã ngữ khắp cả trần hoàn ở không giới thiên giới xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì Phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quốc độ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu hiểu bệnh dân khổ sầu ngày ngày vui tu tập ma tinh tiến trong đạo màu nhất tâm cầu giác ngộ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, pháp kinh nhân tuần lễ khánh đản về sách ngày thứ hai chúng con vừa tụng xong. Để kính bạch ngài hòa thượng nhất đẳng, hôm nay sư phụ con đang phải thuyết pháp ở chùa, vì vậy sư phụ con kính thỉnh ngài có là đạo từ cho buổi lễ ngày hôm nay, xin kính thỉnh ngài. Xin chân trình chư tăng chùa Viên Giác với nghi thức khánh đản vừa rồi. Nam mô Phật Thầy Giá, kính đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi nói về Đức Phật ở trong ngôn ngữ giản dị như là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hay là chúng ta đối với Đức Hòa, sách vở, thì cái chữ Đức Phật đó được dùng để chỉ cho một vị Phật mà đã xuất hiện ở vùng Trung Ấn cái đây hơn 25 thế kỷ. Mặc dù trong văn hóa Việt Nam của chúng ta thì chúng ta gọi Đức Phật với danh riêng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà kỳ thật thì
Đó là một cách gọi tương đối là xa xôi. Bởi vì mặc dù chúng ta có thêm chữ bổn sư, nhưng mà căn bản khi nói đến Đức Phật thì chúng ta hiểu một cái chính xác. Đó là một bậc đại giác. Ngày ra đời cách đây 2644 năm. Chúng ta phải nói rõ thêm rằng lúc bây giờ thì Đức Đức Ấn Độ với một biên giới về địa lý rất khác với những gì chúng ta biết về Ấn Độ ngày nay. Nhìn vào bản đồ của Đức Đức Ấn Độ thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng đó là một đại lục mà ở phía nhìn toàn diện thì giống như hình một con diều hay là một hình thoi. Phần trên thì nhỏ và phần dưới thì dài. Góc dưới của hình thoi thì bao bọc bởi biển mà chúng ta gọi là Ấn Độ Dương và biển Ả Rập. Nó rõ hơn ngày nay là biển Bengal, là giữa Ấn Độ và Miến Điện, Thái Lan, và biển Ấn Độ Dương kéo dài cho đến Phi Châu và đến Ả Rập. Và phần bờ biển này của Ấn Độ tạo nên một ranh giới thiên nhiên dài hơn cả ranh giới trong đại lục. Do đó, các sử gia và những nhà địa lý thường gọi Ấn Độ là một bán đảo, một peninsula. Bán đảo đó gắn liền với đất liền, với hai cái khúc cạnh. Ở phía đông bắc là rặng Himalaya hay là tuyết sơn, mà chúng ta thường gọi là rặng Himalap sơn, kéo dài từ Pakistan đổ tầng đến cao nguyên Thanh Hải, tạo nên một cái biên giới sừng sững thiên nhiên. Và một phần nhỏ phía tây là sa mạc Gujarat. Ở sa mạc này chính là cái con đường giao thương tơ lụa từ Ấn Độ sang Á Phú Hãng, sang Tiểu Á và dẫn đến Trung Quốc. Nhưng mà trên cái sa mạc này đã từng chứng kiến những cuộc viễn chinh, mà có vẻ là đầu tiên là những người Aryan đến từ Trung Bá chạy xuống, rồi nổi bật nhất là cuộc viễn chinh lừng lẫy được ghi trong lịch sử của đại đế Alexander người Hy Lạp, đã tạo nên một nền văn minh do cuộc giao thoa giữa hai nền văn hóa mà ngày nay các nhà sử học gọi là nền văn minh Gandhara, mà cái trung tâm nằm ở Takashila. Và bây giờ này cũng chính sa mạc Gujarat đã chứng kiến một cuộc xâm lăng vào thế kỷ thứ 12 của Hồi Quốc. Thì như vậy, trên phương diện địa dư, Ấn Độ có một cái dáng hình thôi tương tự như một con diều, với phần bề trên lớn, phần dưới nhỏ lại, và hai phần dưới được bao bọc bởi biển, cũng là một ranh giới tự nhiên. Phía trên Himalaya sơn và sa mạc Gujarat cũng là một cái biên giới tự nhiên. Người ta nói đến nền văn minh cổ Ấn Độ thì nó nằm dọc theo hai con sông. Con sông đầu tiên gọi là con sông Ấn Hà, mà gọi là Indus River. Và từ cái Indus River đã tạo nên thì Indra, India, và người Trung Hoa gọi là Thiên Trúc, và âm là Ấn Độ. Và ngoài đến ngày hôm nay người ta vẫn gọi là India. Sông Indus ở phía tây của Ấn Độ
tạo nên một nền văn minh lớn. Và nền văn minh này đã chống chọi, hòa nhập với rất nhiều sự du nhập của nền văn minh khác. Có thể nói rằng nền văn minh Ấn Hà là nền văn minh đã có rất sớm và chịu đựng rất nhiều những cái sự chạm của những mạng văn hóa từ rất xa xưa, khi người Aryan tấn công và đến lập định cư ở tại Ấn Độ. Một cái nền văn minh khác cũng trên, cũng dọc thâm và dọc sông, đó là nền văn minh Hằng Hà, tức là chung quanh cái châu thổ của sông Hằng. Châu thổ sông Hằng chúng ta phải kể luôn cả hai dòng lớn, đó là sông Brahmaputra và sông Ganga. Sông Ganga cũng tạo nên những cái nhánh sông rẽ và nhánh lớn, thí dụ sông Yamuna. Nhưng mà căn bản mà nói thì từ New Delhi đổ dài lên tới Uttar Pradesh, Bihar, đổ ra biển Bengal. Dòng chủ lưu của dòng sông Ganga và những phụ lưu của dòng sông này đã tạo nên một cái thung lũng rất là văn minh thời xa xưa. Và có từ cái ghi nhận chung quanh châu thổ sông Hằng có tới 16 cái vương quốc. Hai vương quốc nổi tiếng nhất trong thời đó là vương quốc Kosala, Kiều Tắc La, và vương quốc Magadha, vương quốc Magadha. Thì thứ gì, những vương quốc này có những biên giới hoàn toàn khác với một nước Ấn Độ mà chúng ta biết ngày nay. Ví dụ thời đó nước Nepal chưa có. Thời đó chúng ta không có Bangladesh, không có Pakistan. Mà tới thì có Ai Cập, thì Afghanistan, Afghanistan lại là một phần của Ấn Độ. Biên giới của Ấn Độ thay đổi rất nhiều theo dòng thời gian. Và chúng ta trở lại, nếu nhìn trên bản đồ thì châu thổ sông Hằng nằm ở gần như là giữa đất nước Ấn Độ. Ở phía bắc thì có Ladakh, có Kashmir, và ở tận miền nam có Kesala, có những nơi mà chúng ta được biết của người Tamil như là Madras vân vân. Ngày nay người ta gọi là Chennai. Vì vậy, người Trung Hoa còn có cái chữ dịch của chữ Pachiphumi là trung thổ. Trung thổ. Khi mình nói đến Tây Trúc là nói chung là Ấn Độ. Nhưng nói đến vùng trung thổ là nói đến vùng bên lưu vực sông Hằng. Ở tại nơi này, khi mà Đức Phật ra đời, đã có một nền văn minh nông nghiệp rực rỡ dọc theo dòng sông. Những người Ấn thời đó, đó, họ đã có giấy, có viết, mà có một cái hệ ngữ pháp rất là tinh tế. Như ngày nay chúng ta có được dịp học tiếng Pali qua các lớp dạy, lớp phản ngữ ở trong lớp học pháp của Đà Nẵng đây. Ngoài ra thì thứ vì họ có một xã hội có trình độ rất là cao về các phương diện học thuật, ngôn ngữ, triết lý cũng như chính trị. Về học thuật thì ba bộ kinh Veda được xem là thánh điển của Bà giáo. Thì ngoại trừ Rig Veda là gồm những bản thánh thi mang đậm màu sắc tôn giáo, thì hai bộ Veda còn lại đều mang tính thực tiễn. Một là nói về cái tri thức liên quan đến thiên nhiên như là thiên văn, toán học, v.v. Và một điều khác
là liên quan đến lối sống trong xã hội. Thí dụ như đạo luật Manu, gọi là luật về dân quyền. Nói chung thì về mặt tri thức họ có một trình độ rất cao. Và trên phương diện tính lý tôn giáo thì chúng ta biết rằng họ có đầy đủ những hình thức, những quan điểm của tín ngưỡng từ duy tâm cho đến duy vật. Có thể nói tất cả cái phân loại về giáo thuyết ngày nay có mặt trong xã hội loài người đều đã có từ thời Đức Phật, qua sự mô tả về 6 cái bậc đạo sư của ngoại giáo, cũng như 62 cả kiến được ghi lại trong kinh Brahmacala Phạm Vọng. Chúng ta cũng được biết là họ có một cái xã hội với 4 giai cấp. Đầu tiên là giai cấp Bà La Môn, thuộc chỉ cấp giai cấp đặc quyền của người Aryan, hầu hết là da trắng và giai cấp giáo sĩ này. Họ là những vị Bà La Môn do thọ sanh trong dòng dõi Bà La Môn. Họ đặc biệt chuyên về thọ trì kinh Phệ Đà. Dù rằng địa vị của họ rất cao, nhưng mà họ vẫn làm việc được thuê mướn bởi một giai cấp thứ hai, đó là giai cấp khách giá hay giai cấp chiến sĩ, mà tiêu biểu gọi là giai cấp thống trị, giai cấp vua chúa. Những người này điều hành cái nguồn máy chính trị, quân đội, an ninh, quốc phòng, và họ nắm quyền sinh sát trong tay. Thí dụ như vua Patinak có thể vì lòng kính ngưỡng với vị là Bà La Môn nào đó mà nhà vua đặc biệt cấp đất một xã, một ấp, một huyện cho những vị Bà La Môn đó có thể thu thuế, sống suốt đời một cách vinh hiển. Trường hợp rất thường xảy ra. Như vậy thì mặc dù giai cấp sát đế lị được liệt kê sai giao sau giai cấp Bà La Môn, nhưng mà họ chính là giai cấp thống trị, ăn trên ngồi trước. Giai cấp thứ ba được xem như là thông nhất, có cái lượng dân số đông nhất và có ảnh hưởng rộng rãi, đó là giai cấp phệ xá, phách xá hay giai cấp thương buôn. Đó là những người buôn bán làm ăn, từ những người tiểu thương cho đến những phú gia. Mà trong kinh điển phải kể đến những nhân vật như Cặp Cô Độc, Bà Quý Sa Kha v.v. là thuộc giai cấp thương buôn. Và giai cấp sau cùng là được giai cấp xem rằng thấp nhất, gọi là giai cấp cùng đỉnh trong xã hội. Chữ cùng đỉnh là một chữ dịch từ chữ Sutra, trong giai gọi là giai cấp thủ Đà La. Những người này họ bị chèn ép bóc lột như là những người nô lệ, và họ bị kỳ thị một cách rõ ràng vì màu da, vì xuất thân. Thỉnh thoảng có một số những vị trong thủ đà cũng xuất sắc, nhưng mà ngoài cho mãi cho đến ngày hôm nay thì tại Ấn Độ, thưa quý vị, vẫn còn sự kỳ thị giai cấp đối với người thủ Đà La hay là giai cấp cùng đỉnh. Cả 4 giai cấp này đã tồn tại tạo nên một hình thái rất là đặc biệt của xã hội Ấn Độ, chi phối mọi lĩnh vực khác. Ví dụ như từ tôn giáo cho đến kinh tế, chính trị v.v. đều bị chi phối bởi 4 cái bộ bị của quan niệm về giai cấp. Và ngoài ra thì chúng ta cũng được biết Ấn Độ có một thể chế chính trị rất là đặc biệt. Dĩ nhiên là họ có nền quân chủ rất là lâu đời bởi giai cấp sắc đế lị.
Nhưng thời Đức Phật còn tại thế thì có một nước gọi nước Cộng hòa Quá Chi mà có kinh đô tại Vesali. Thì nước Cộng hòa Quá Chi là một đất nước, đúng nghĩa là Republic theo định nghĩa của Plato Hy Lạp. Đó là một nước Cộng hòa theo chế độ đại nghị. Những đại biểu tụ họp tại Pháp đường giống như là những viên chức dân cử, những dân biểu ngày nay làm việc trong các quốc hội, và họ cùng nhau thảo luận và quyết định thuộc về đa số bằng cách bỏ phiếu. Họ không có một vị vua, nhưng mà họ có những vị tộc trưởng. Họ không có những vị tướng, nhưng mà họ có những vị dân biểu. Và tất cả những quyết định liên quan đến quốc gia đều nằm ở trong cách bỏ phiếu, gọi là đa số thắng thiểu số. Chúng ta gọi nôm na ngày nay là dân chủ đại nghị. Thế như vậy, cái bối cảnh Ấn Độ khi Đức Phật ra đời thì 25 thế kỷ, đó là một đất nước có nền văn minh cao, sung túc về kinh tế, bởi vì họ xây dựng ở chung quanh châu thổ sông Hằng một vùng đất tương đối bầu mở về thông nghiệp, và có một trình độ về triết lý ngôn ngữ tương đối rất là cao. Và trong bối cảnh đó thì thứ vị có một cái vương quốc gọi là một tiểu quốc nằm ở chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Dọc theo chân mã như núi Hy Mã Lạp Sơn, ngày nay chúng ta được biết có đất nước Nepal. Ngày xưa thì có vương quốc của dòng Sắc Giá, tức là nội tông của bên nội của Đức Phật, vương quốc của dòng Cô Ly Giá là bên ngoài của Đức Phật, vương quốc của vua Sư Ma La nơi Đức Thế Tôn phiên dịch, và vương quốc của Sư Quách Chi. Đó là bốn tiểu quốc nằm ở chân Hy Mã Lạp Sơn. Bốn tiểu quốc này đều triều cống vua Kosala, tức là vua Kiều Tạc La. Nói cách khác là vua quốc dòng Thích Ca đối với xứ Kosala giống như người Trung Hoa ngày xưa, giống như Việt Nam ngày xưa đối với Trung Hoa. Lúc đó, có lúc họ gọi chúng ta là An Nam, và mỗi lần chúng ta có một vị vua mới đều phải trình và được sự chuẩn thuận của vua Trung Quốc. Và rồi ngay cả cái quốc hiệu của chúng ta cũng phải được chuẩn thuận của vua Trung Quốc. Thì cái tiểu quốc dòng Thích Ca lại có một cái quan hệ như là một chư hầu của vương quốc Cô Sá. Vì vậy khi mà vua Ma Sê Na Ní năm 80 tuổi vào đảnh lễ Đức Phật, thì nhà vua dùng cái trán của mình đặt lên chân của Đức Phật, và Đức Phật hỏi rằng tại sao nhà vua hôm nay có một cái cử chỉ cung kính hạ mình như vậy. Thì nhà vua rất bạch Đức Thế Tôn: ngài 80 tuổi, con cũng 80 tuổi, ngài thuộc giai cấp Sát Đế Lị, con cũng thuộc giai cấp Sát Đế Lị, và ngài là người xứ Cô Sa Lá, con cũng là người xứ Cô Sa Lá. Chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao Đức Thế Tôn xuất thân từ dòng Thích Ca mà lại là ngài xứ Cô Sa Lá. Bởi vì rất là đơn giản, là dòng Thích Ca, vương quốc dòng Thích Ca cũng là chư hầu của xứ Cô Sa Lá. Đức Phật ngài sinh ra trong một cái nền văn hóa thuộc về mẫu hệ. Do đó mẹ của ngài mang họ Gautami là hoàng hậu Maya Gautami, và di mẫu là Mahapachapati Gautami. Gautami là nữ tính và Gautama là nam tính. Do đó ngài có cái tên là Gautama. Thật ra đó là họ của ngài. Ngài lấy họ từ chế độ mẫu hệ. Vua Tịnh Phạn không phải là họ Gautama. Và chữ Gautama chúng ta được âm là Cô Đàm hay là Cù Đàm. Hay một số các chùa ni Việt Nam dịch cái chữ, dịch âm có vẻ nữ tính là Kiều Đàm. Ví dụ là Kiều Đàm, Cô Đàm hay Cù Đàm.
là cái họ của Đức Phật và cũng là cái danh tính chính thức của Đức Phật. Như là chúng ta thấy các bản liệt kê ở trong Bút Thất Quan Sát là Phật Tông, hay nhiều người khác gọi Đức Phật là Đức Phật Gautama hay Đức Phật Tổ Cô Đàm. Ở tại Việt Nam thì có một tác giả là Pháp Sư Thông Kham có viết một quyển sách là Lịch Sử Phật Tổ Cô Đàm. Người Việt Nam chúng ta thì có biết cái chữ Cô Đàm nhưng mà không có quen gọi. Chúng ta thường gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà thứ gì chữ Thích Ca Mâu Ni á, chữ Mâu Ni là bậc thiền thánh và ẩn sĩ, Thích Ca là dòng Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni là bậc thiền thánh dòng Thích Ca, thì cái chữ có vẻ hơi xa, không phải giống như Phật Tổ Cô Đàm, Phật Tổ Gautama. Đó là cái tên chính mà Đức Phật gọi, chúng ta gọi Đức Phật Gautama. Và Siddhartha là họ của Ngài. Siddhartha là họ Ngài có nghĩa là thành tựu trí nguyện do cái vị Bà La Môn tiên tri ở trong cái lễ đặt tên, mà tất cả các vị đã nói rằng Đức Phật có hai con đường: nếu là vua sẽ trở thành chuyển luân vương, và nếu xuất gia trở thành một vị đại giác ngộ bậc chân sư duy nhất là Côn Đanh Nhá, tức Kiều Trần Như, nói rằng Ngài sẽ xuất gia và trở thành một đạo sư vĩ đại trên thế gian. Dù là con đường đời hay đường đạo đều là bậc thành tựu nguyện vọng, nên chi vua Trịnh Phạn đã thuận theo ý các vị Bà La Môn mà đặt Ngài là Siddhartha, là Sĩ Đạt Ta. Vì sau này khi Ngài thành Phật thì ít có ai gọi Ngài tên Sĩ Đạt Ta lắm, rất ít, gần như không có gọi. Những người ngoại đạo gọi Đức Phật là Sa Môn Gautama, Sa Môn Cồ Đàm, còn những người con Phật thường gọi là Sakya, là Đức Thế Tôn. Ta thường nói theo cái ngôn ngữ ngoài là Đức Phật Gautama, chứ chúng ta không gọi như người Trung Hoa hay ngày nay ta thường âm là Namo Buddha Sakyamuni, Namo Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thật ra cách đó là dịch lại từ tiếng Trung Hoa, chứ đúng ra trong phạn văn thì chỉ là Đức Phật Vô Đạo. Và thứ gì lúc bấy giờ vương quốc Trung Thích Ca được trị vì bởi vua Suddhodana, một người Trung Hoa âm là Tịnh Phạn, và Ngài là con của Hoàng hậu Maya Gautama, Gautami. Thì Hoàng hậu Maya là mẹ của Ngài. Sau khi sanh Ngài ra được 7 ngày thì Hoàng hậu Băng Hà và Di Mẫu, tức là em ruột của Hoàng hậu Mahamaya Gautami, tức là Mahachapati Gautami, trở thành kế mẫu, gọi là Di Mẫu. Di Mẫu có là gì? Kế mẫu có là mẹ kế, chăm sóc cho đến khi thái tử lớn lên. Thưa quý vị, trở lại câu chuyện lịch sử thì chúng ta có một cái vấn đề về niên đại. Thứ nhất là có những sự khác biệt về niên đại liên quan đến cuộc đời Phật giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền. Phật giáo thế giới nước nào cũng đều thừa nhận là Đức Thế Tôn, khi mà Ngài viên tịch rồi thì lấy cái năm mà Đức Thế Tôn viên tịch, khởi đi từ đó gọi là Phật lịch. Ấn Độ lúc bây giờ họ không có cái niên lịch hàng năm, và do vậy Phật lịch đã có một cái vị trí rất là quan trọng ở trong các biên niên sử. Năm nay sau khi chúng ta cử hành lễ Phật đản thì Phật lịch sẽ là 2566, tức là đã 2566 năm từ khi Đức Phật được viên tịch Niết Bàn. Và nếu tính về năm đản sanh thì tất cả tông phái Phật giáo
đều nhận rằng Đức Thế Tôn trụ thế 80 năm. Đó là con số được đồng thuận. Có nghĩa là tính về năm đản sinh của Đức Thế Tôn thì chúng ta phải cộng 80 năm nữa. Tức là sẽ là 2.644 năm. 46 năm thưa quý vị. 2.646 năm. Cộng 80 năm. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của 80 năm đó đấy, thì có sự biệt rất lớn giữa kinh điển Pali và kinh điển Phật giáo Bắc truyền. Theo kinh điển Pali đó, thì năm Đức Thế Tôn 16 tuổi, tức năm Thái Tử Siddhartha 16 tuổi, có hai cái sự kiện quan trọng xảy ra với Ngài. Là năm đó Ngài chính thức lập gia đình, kết hôn với công nương Yayudala, Yasotara, là theo cái phong tục thời bây giờ. Thanh niên 16 tuổi là trưởng thành. Và cũng trong ngày đó thì Ngài cũng đăng quang trở thành vua của xứ của dòng họ Thích Ca Sĩ Chắc Giá. Nhưng mà vua Tịnh Phạn sợ rằng sự chấp chính của Ngài sẽ liếm khiến cho Ngài tiếp xúc với thực tế của cuộc sống. Nên nhà vua mặc dù truyền ngôi nhưng vẫn giữ vai trò nhiếp chính của một vị thái tử hoàng. Thì thật ra khi chúng ta nói rằng thái tử rời khỏi hoàng cung, nhưng mà lúc đó Ngài đã là một đăng quang rồi. Và theo kinh điển Pali thì từ năm 16 tuổi tới năm 29 tuổi là 13 năm đó, Ngài sống trong đời trong cung vàng địa ngọc. Cho đến năm 29 tuổi Ngài mới rời hoàng cung xuất gia. Và 6 năm sau, năm 35 tuổi thì Ngài thành đạo vô thượng. Sau khi thành đạo, Ngài chuyển pháp luân, hoằng hóa 45 năm, viên tịch Niết Bàn. Kinh điển Phật giáo Đại Thừa thì có một số sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt rất lớn đầu tiên là nói rằng Thái tử xuất gia năm 19 tuổi, chứ không phải năm 29 tuổi. Và Đức Thế Tôn đã hoằng đạo 49 năm, chứ không phải là 45 năm. Như vậy thì, như một câu nói ở trong kinh Phật giáo Đại Thừa đó, là 49 năm Như Lai chưa từ đó một câu nào. Thì nếu Ngài hoằng đạo 49 năm, tức là Ngài thành đạo năm 31 tuổi, chứ không phải là 35 tuổi. Và nếu Ngài xuất gia năm 19 tuổi, thì có nghĩa là Ngài có 12 năm giữa cái lúc xuất gia cho đến khi thành đạo. Và Phật giáo Đại Thừa thì hoàn toàn không giải thích là trong 11 năm đó Ngài đã làm những gì ngoài 6 năm khổ hạnh. 10 năm đó, 11 năm, 11 năm rất là dài. Và ngày nay thì Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới dần dà đã sử dụng cái niên lịch về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Bồ Đàm theo kinh điển Pali. Có nghĩa là năm 16 tuổi đăng quang và kết hôn, làm vua và hưởng cái đời sống vương giả thêm 13 năm nữa cho đến năm 29 tuổi, xuất gia và tu khổ hạnh trong 6 năm dài, và đến năm 35 tuổi thành đạo, và viên tịch lúc 80 tuổi là đúng 45 năm. Phật giáo Bắc Tông thì nói rằng Ngài xuất gia năm 19 tuổi và Ngài hoằng đạo 49 năm, tức là Ngài thành đạo năm 31 tuổi. Mặc dù chưa bây giờ khẳng định là Ngài thành đạo năm 31 tuổi, nhưng mà nếu Ngài xuất gia, nếu Ngài trụ thế 80 năm và hoằng pháp 49 năm thì bắt buộc là cái năm Ngài thành đạo phải là năm 31 tuổi. Đó có một số vấn đề trong lịch sử như vậy. Và nói về ngày đó
thì Phật giáo Trung Hoa ngày xưa có nhiều người nghĩ rằng ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Đức Thế Tôn đản sanh, nhưng mà kỳ thật đó là cái hiểu lầm theo phong tục. Phật giáo Bắc truyền có cái phong tục gọi là khai kinh, và thường là khai kinh vào ngày mùng 8 lưỡng một tuần lễ trước ngày khánh đản. Do đó hàng năm ở Trung Hoa ngày xưa người ta cử hành lễ Phật đản vào ngày mùng 8 và kéo dài một tuần lễ cho đến ngày rằm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Đức Thế Tôn đản sinh ngày mùng 8. Đó chỉ là sự ngộ nhận do cái việc khai kinh lễ Phật đản mà thôi. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, đề cập đến Đức Phật lịch sử thì chúng ta có nhiều cái ghi nhận mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày. Lẽ ra thì đây là phần pháp ngữ. Hôm nay như lời của Đại Đức Tuệ Trì nói là Hòa Thượng Tuệ Siêu mừng Phật sự nên Hòa Thượng không có vào có lời đọc, có cái đạo từ. Và chúng tôi thay vì đạo từ thì chúng tôi xin được nói một ít liên quan đến Đức Phật lịch sử. Và khoảng chừng 30 phút nữa thì chúng tôi phải rời lớp học. Tuy nhiên bây giờ thì nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu có mặt ở trước máy và nghe được thì xin kính cung kính Hòa Thượng có cái đạo từ cho lớp học ngày hôm nay. Để sau đó thì sư đệ sẽ trở lại với phần với câu chuyện Đức Phật lịch sử. Và không có trường thì sư thấy có Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được thì xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho một câu pháp đạo, rồi sau đó sẽ trở lại để tiếp tục Đức lịch sử. Thì Thọ Tân có một số quan điểm cho rằng chúng ta tu Phật thì chúng ta chỉ cần biết Đức Phật qua giáo pháp, tức là Đức Phật đã tu ba la mật hạnh như vậy, đầu quả Phật như vậy, mà chúng ta không cần phải biết về Đức Phật lịch sử, tại vì chỉ Đức Phật lịch sử có thể cho chúng ta những vài dòng không cần thiết. Thì Thọ Tân quan hỷ rằng tại sao chúng ta cần biết về một Đức Phật lịch sử. Kính cung kính Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá và Tâm Chúng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Tự Tri, Tự Đức, Cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín đệ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Chúng con cũng tri ân Thượng Tọa Hòa Thượng Giác Đẳng vừa giảng xong cái bài học, thay vì hôm nay Hòa Thượng Tuệ Siêu sẽ giảng cái phần này, do Hòa Thượng Tuệ Siêu bằng giảng pháp ở tại chùa cho nên là Hòa Thượng Giác Đẳng sẽ thay thế điều quyết giảng cho cái phần này. Để trở lại với cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng, vì sao mà chúng ta cần phải biết về Đức Phật lịch sử đấy, thì chúng ta cũng biết đó là với cái Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu xưa kia thì ảnh hưởng rất là nhiều về cái gọi là Đức Phật ở trong cái khái niệm về tín ngưỡng dân gian, rồi hoặc là một số quốc gia thì hoặc trong đó có Việt Nam thì ảnh hưởng về Phật giáo trong cái khía cạnh của văn hóa. Còn đối với một Đức Phật về lịch sử thì ít ai biết. Chúng tôi nhớ rằng là vài thập niên trước đây đó, Phật giáo chúng ta thường là tổ chức là lễ Phật đản vào ngày mùng 8
Thì như chúng ta đã nghe Hòa Thượng Giác Đẳng nói khi nãy, là nó ảnh hưởng đến cái Phật giáo ở trong cái tín ngưỡng của đối với cái văn hóa của người Trung Quốc. Sự thật đó là một cái sự chuẩn bị thôi. Sự chuẩn bị. Ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng Phật giáo Việt Nam đó là thường là tổ chức tuần, gọi là tuần lễ Phật Đản. Chứ ngày trước, chừng vài thập niên về trước đó, Phật giáo Việt Nam các cái ngôi chùa thường tổ chức lễ Phật Đản mùng 8. Cho nên là người ta thấy là mùng 8 tháng 4, rồi mùng 8 tháng 2, vân vân. Thì từ cái ý nghĩa xuất gia rồi thành đạo, họ cũng là trong cái lịch sử nó khác. Ở trong kinh điển Pali đó thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật của chúng ta đó là ra đời vào cái ngày trăng tròn của tháng Vesak. Cho nên là trong những năm gần đây đó, chúng tôi thấy rằng là Phật giáo Việt Nam kết hợp giữa một tuần lễ Phật Đản, có nghĩa là bắt đầu ngày mùng 8 là bắt đầu là các cái ngôi chùa làm lễ, mà người ta lại có cái ý niệm là ngày ra đời vào ngày mùng 8. Mà bây giờ thì thấy rằng bắt đầu là ngày mùng 8 là đã tụng kinh, rồi đã là hoa đèn hương đăng để chuẩn bị gọi là tuần lễ Phật Đản. Tuần lễ Phật Đản. Cho nên cái điều này đó, chúng tôi thấy rằng là mình biết về Đức Phật lịch sử nó có lợi cho chúng ta, vì chúng ta không có hiểu một cách mù mờ và nhiều khi rồi lại nhận định sai về cái tôn chỉ của Đức Phật. Tôn chỉ của Đức Phật. Mà điều đó đó thì chúng ta đọc qua kinh điển Pali thì chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt là cái bài kinh Đại Bổn của Trường Bộ Kinh, chúng ta mới thấy được cái điều mà Đức Phật ngài, cái thời điểm mà Đức Phật ngài ra đời, những cái sự kiện mà Đức Phật ngài ra đời, vân vân. Thì như vậy đó là để mà hiểu về tôn chỉ của Đức Phật, hay là những cái gì mà Đức Phật ngài giáo truyền để lại đó, thì cần hiểu về lịch sử của Đức Phật một cách rõ ràng. Cho nên là khi nãy chúng ta nghe Hòa Giác Đẳng nói sự dị biệt về cái việc mà Đức Phật ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì là 49 năm hoằng pháp, rồi chúng ta nhất quán ở trong cái truyền thống Phật giáo kinh điển Pali của chúng ta thì là 45 năm hoằng pháp. Nhưng mà rồi trong những năm gần đây thì quả thật vậy, tức là có những cái phương hướng, những thầy trẻ hoặc là những cái nghiên cứu rồi tìm hiểu đó, thì mới thấy là thống nhất nhau là 45 năm hoằng pháp của Đức Phật là dựa theo cái kinh điển Pali. Cho nên chúng tôi nghĩ cách nào, cách này cách kia đó, thì mình hiểu về lịch sử của Đức Phật nó rất là quý. Nó giúp cho mình định hình hiểu đúng về Đức Phật, hiểu đúng về cái tư tưởng lâu dài của Đức Phật. Chúng ta mới thấy rằng những cái kinh điển Pali, chúng ta mới thấy rằng những cái mốc nó mới thật sự là rõ ràng, để rồi từ đó mình mới có xác định được cái tôn chỉ của Đức Phật dạy, nó không có bị lạc lạc. Còn nếu như mà chúng tôi nhớ rằng ngày xưa học đó, nói là ông vua ông nằm chiêm bao, ông thấy là hoa đèn nhà để chuẩn bị hoa đèn để chuẩn bị lễ Phật Đản, thì ông nằm chiêm bao vào ngày mùng 8. Cho nên từ đó là lên, nó mới là cái bắt đầu là ngày mùng 8. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh thì mình mới thấy rằng trong kinh điển Pali mình thấy là Đức Phật ngày ra đời, Đức Bồ Tát ngày ra đời vào cái ngày trăng tròn của tháng Vesak.
của tháng nguyên sắc. Và đó là những cái ý kiến mà phần lớn các nhà học giả cũng như là các nhà nghiên cứu Phật giáo người ta đều thống nhất cái điều đó. Cho nên là mình thấy ở Phật giáo Việt Nam thì bây giờ có lẽ là kết hợp giữa hai cái truyền thống, giữa Trung Hoa với lại các cái sử liệu về Phật giáo ở kinh điển Pali, gọi là tuần lễ Phật đản, bắt đầu từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm luôn. Nó là như vậy. Cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình hiểu về lịch sử của Đức Phật ấy, một cách rõ ràng thì mình mới hiểu được cái hành trạng của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật và tôn chỉ của Đức Phật dạy giáo truyền cho những cái hàng hậu học mà ngày nay chúng ta thấy Phật giáo lưu truyền cho đến tất cả các cái châu lục, các cái dân tộc được nhận cái thừa hưởng cái lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi thấy có Hòa Thượng Tệ Siêu vào trong này. Chúng tôi xin được dứt lời. Con thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng, nếu Hòa Thượng Giác Đẳng còn có trước máy, thì thỉnh Hòa Thượng Tệ Siêu nói về cái ý nghĩa và kính thỉnh. Sa thú, kính chừng Thư tọa Pháp Tân với câu thơ lừng vừa rồi. Kính đảnh lễ Hòa Thượng, hôm nay biết rằng Hòa Thượng Tệ Siêu rất là mệt bởi vì công việc ở chùa, nhưng đại lễ về sắc. Nhưng mà Hòa Thượng Tệ Siêu ở bên này thì cũng đang ở chùa Hương Đạo của Hòa Thượng Bửu Đức. Và 9:30 thì bắt đầu buổi lễ, tức là 15 phút nữa. Thì rất là mong mỏi rằng sẽ có chư tăng vào cùng với Hòa Thượng Tệ Siêu để khoan hỷ. Chúng ta cùng nhau có pháp đàm cho những giây phút còn lại của chương trình ngày hôm nay. Không chỉ chương trình hôm nay, thôi chứ những ngày sắp tới đó, thì ở tại Pháp Luân không có trở ngại gì. Bên Hòa Thượng Tệ Siêu, Hòa Thượng khoa nghĩ trong cái việc mà mình đọc kinh điển liên quan đến cuộc đời của Đức Phật đó, thì chúng ta thường thấy rằng người Phật tử học Phật qua cái tinh thần của giới điển, như Đức Phật Ngài đã tu Ba La Mật như vậy, và Ngài đã từng có những cái suy tư như vậy trước khi Ngài thành đạo, và sau khi thành đạo Ngài đã làm những việc này việc kia. Đa phần thì những chi tiết đó nó không có liên hệ nhiều đến điều mà chúng ta gọi là lịch sử hay là biên niên sử, tức là có ghi chú rõ ràng. Ngoại trừ Ngài Upali, trong lúc kết tập tạng luật thì Ngài có đề cập một cái chi tiết về 20 năm đầu trong cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật theo cái thứ tự. Thì Bạch Hòa Thượng đã có một câu hỏi dành cho Thượng tọa Pháp Tân, bây giờ cũng xin thỉnh Hòa Thượng và cũng nhân đây cũng Hòa Thượng cho đạo tư của buổi hôm nay, đó là người Phật tử có cần thiết phải học về Đức Phật lịch sử hay không, hay là chúng ta chỉ cần học về Đức Phật qua giáo lý và giáo nghĩa là đủ rồi. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính lễ Đức Phật, kính lễ vị. Một chừng mực nào đó chúng ta cũng nên học lịch sử. Nhưng mà trong cái sự nghiên cứu của các
và nghiên cứu Đức Phật. Đã tìm hiểu về những niên đại liên quan đến Đức Phật, rồi họ nghiên cứu về những cái nguồn khảo cổ ở tại những địa điểm những sơn thành đạo truyền pháp được Đức Bàn, vân vân. Nói chung là họ nghiên cứu để họ chứng minh được Đức Phật là một vị Phật lịch sử, chứ không phải là tự do tưởng tượng. Điều đó thì cũng tốt, thưa quý vị. Thế nhưng khoa học họ không có nhắc đến những cái quy lực thần thông biến hóa của Đức Phật. Một sự kiện này thì đối với người Phật tử nó lại là một cái dấu ấn cho niềm tin. Nếu mà chúng ta chỉ học về đức lịch sử không đó, thì chúng ta sẽ không có cảm hứng, không có cái cảm xúc khi chúng ta nghĩ tới Đức Phật. Tất nhiên nếu mà chúng ta không có nghiên cứu, không có học về Đức Phật lịch sử, mà chúng ta chỉ dựa vào những thám trí thần thông, những cái sự kiện phi thường, thì cái điều đó nó cũng không hay. Bởi vì làm như vậy chúng ta thần thánh hóa Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ cần biết sơ lược về Đức Phật lịch sử thôi. Còn một phần khác thì chúng ta phải đặt cái niềm tin. Khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết rằng một vị mà có thiện chứng thì vị đó có những năng lực siêu nhiên. Và Đức Phật cùng với các vị thinh văn đệ tử của Ngài đều có những cái năng lực siêu nhiên đó, do thần thông thắng trí. Chúng ta cũng phải biết cho nên ở đây chúng ta biết cả hai phương diện, là Đức Phật lịch sử và một vị Phật có năng lực siêu nhiên. Chúng ta cũng phải biết, thì cái điều đó người Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Cho đến giờ này thì chúng ta cũng đã sinh hoạt hơn một tiếng đồng hồ
Thì nếu mà bây giờ mà chúng tôi có lời đạo từ thì nó kỳ quá. Mà chúng ta gần hết giờ, nên chúng ta chỉ đi thẳng vào cái thuyết một pháp đàm mùa khánh đẳng thôi, không có làm loãng được. Tuy vậy, chúng tôi cũng có một vài lời nhân trả lời cái câu hỏi này để nhắc nhở chư Phật tử chúng ta. Cái điều quan trọng đó, là người Phật tử chúng ta là tìm hiểu giáo pháp, lời dạy của Đức Phật để chúng ta thực hành. Những khi nào chúng ta gặp phải trường hợp có ai đó không tin của Đức Phật, thì chúng ta mới đem cái vị Phật lịch sử ra, chúng ta nói chuyện cho họ. Nhưng mà những người mà họ có niềm tin và họ muốn nghe được, cái khả năng siêu phàm của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta hãy nói đến những cái thần thông thứ trí của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quá bận tâm trong vấn đề đó, bởi vì giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta chưa có hiểu được, thì bây giờ chúng ta có trình bày về Đức Phật cho ra lẽ, thì chúng ta cũng không có được một cái lời lạc gì. Cho nên ở đây có ba cái điều căn bản mọi người Phật tử chúng ta phải có. Một là sát tha, niềm tin. Đạo Phật không phải chú trọng về cái niềm tin, một cái cuồng tín hay là những cái tánh điều, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có cái niềm tin nơi Đức Phật là bị giác ngộ, niềm tin nơi giáo pháp là cái công năng hướng thượng, niềm tin nơi tăng chúng là bậc thanh tịnh và giới định tuệ. Thứ hai nữa là chúng ta phải có sự tinh tấn. Ngồi đó mà chúng ta chỉ tìm hiểu về Đức Phật không, nhưng mà chúng ta không làm gì cả, thì chúng ta cũng không có kết quả gì hết. Giống như một người đang kẹt ở trong một cái ngôi nhà quả hoạn, lửa bốc cháy, nếu mà người đó chỉ ngồi suy tưởng đến Đức Phật, người đó không có thể thoát được cái căn nhà này. Chính từ lúc đó
phải bình tĩnh. Và chúng ta lưới chỗ thoát thân, cái cửa thoát thân được đầy, cái sức lực của mình chúng ta mới chạy ngay ra cái chỗ thoát thân đó. Như vậy là một cái hành động thiết thực. Cho nên trong mọi trường hợp chúng ta cần phải hiểu lời dạy của Đức Phật là chúng ta phải nỗ lực. Chính do cái sự nỗ lực của mình thì chúng ta mới có thể là cái nơi nương tựa cho chính mình, mới xây hải đảo cho chính mình được. Và thứ ba nữa là chúng ta phải có trí tuệ. Chính cái trí tuệ đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái niềm tin nơi Đức Phật một cách chân chính. Không phải là chúng ta tin Ngài như là một vị thần thánh. Chúng ta không tin vào cái tha lực thần quyền từ nơi Đức Phật. Do nhờ cái trí tuệ và chúng ta thấy rõ sự giác ngộ và những lời dạy để đưa đến sự giác ngộ do Đức Phật đã thuyết, nó có cái hiệu năng đặc biệt. Khi chúng ta có trí tuệ hiểu được như vậy thì chúng ta mới có thể thành tựu được những điều lợi ích an lạc. Kính quý vị, thực ra hôm nay cho đến giờ này chúng tôi đã đủ sức. Sáng hôm nay chúng tôi thuyết pháp cho cái lễ Phật đản tại Mỹ Tho chùa Pháp Bảo. Chiều hôm nay làm lễ tại chùa Minh Giác, hướng dẫn cho chư tăng tu nữ Phật tử. Mới viếng bốn của Phật tích đản sanh thành đạo diễn pháp luân niết bàn với những lời giải thích. Rồi sau đó chúng tôi lại thuyết pháp. Cho nên bây giờ đó, chúng tôi không còn đủ sức, đủ hơi để mà chúng tôi sinh hoạt thêm ở trong rừng. Không biết Thượng Tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có thể tiếp lời được hay không. Xin thỉnh Thượng Tọa giúp cho cái phần còn lại, nếu Thượng Tọa giúp đến đâu thì hay đến đó, 10, 15 phút cũng được. Nếu Thượng Tọa mệt thì có gì chúng ta cho nghỉ sớm 15 phút không sao cả. Chúng tôi dạy ở các cái trường lớp, bữa nào chúng tôi mệt chúng tôi cho nghỉ trước 10 phút cũng được, không ai dám rầy la gì. Nếu mà ở trường lớp mà họ rầy la thì chúng tôi nghĩ xem coi cái ai lỗ lã biết liền. Ở trong room này cũng vậy, nếu mà nghỉ trước 10-15 phút mà Phật tử nào lên tiếng phản đối thì mai mốt chúng tôi để
Do Hòa Thượng Nhất Đẳng với Chư Tăng làm, chứ không có làm nữa. Mệt quá. Không ai thương ta bằng chính ta. Mà nó còn cái sức khỏe để làm việc lâu dài được. Chứ còn một ngày mà đem hết hơi sức để mà nói nhiều, rồi sau khi nói xong đầu ngã gục xuống thì mai mốt, ngày mai này sáng mai chúng tôi còn phải làm cái lễ Phật đản ở tại chùa và thuyết pháp ở tại chùa Xu Lý nữa, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi cần phải nghỉ sớm để lấy sức sáng mai tiếp tục làm việc. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Quang Hỷ giúp cho Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, quý vị nghe không ạ? À? Dạ, con thay mặt đại chúng kính thỉnh Hòa Thượng nghỉ sớm. Vì hôm nay là Hòa Thượng làm việc rất là nhiều rồi. Thỉnh Hòa Thượng nghỉ sớm. Còn phần còn lại con sẽ cố gắng để sinh hoạt được bấy nhiêu thì hay nhiêu, còn hết giờ thì càng tốt. Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay thì... quả thật là lễ ngày lễ tâm hợp á, cho nên là Chư Tăng các vị giảng sư như là bận nhiều lắm. Ngày mai cũng vậy, ngày mai Chư Tăng chúng tôi cũng phải bận. Hôm nay thì do rằng cái ngày giảng và xếp được cái thời gian chia sẻ, nãy giờ chúng ta cũng đã nghe Hòa Thượng Giác Đẳng cũng như là Hòa Thượng Tệ Siêu giảng về cái Đức Phật lịch sử đó, về ý nghĩa của Đức Phật lịch sử đó. Thì chúng tôi thấy rằng là về cách nào đó thì mình hiểu là trong lòng của mình, trong tâm của mình luôn có một cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng. Cho nên là dù chúng ta có, nếu chúng ta biết được lịch sử của Đức Phật một cách rõ ràng thì từ đó chúng ta hiểu được cái tôn chỉ lời dạy của Đức Phật một cách rõ ràng hơn thì tốt. Nhưng mà dù gì đi nữa thì chúng ta cũng có cái niềm tin. Dù chúng ta có biết được Đức Phật lịch sử hay không lịch sử, không biết về Đức Phật lịch sử, thì chúng ta có cái niềm tin. Cái niềm tin đó thì nó phải đi đôi với cái trí tuệ khi mà mình hiểu về Đức Phật lịch sử. Hiểu về Đức Phật lịch sử, hành trạng của Đức Phật cũng như là lời dạy của Đức Phật. Mình chúng ta đọc ở trong kinh điển Pali, chúng ta thấy rất là rõ là mỗi một bài kinh vào cái thời điểm nào, Đức Phật ngài nói cho ai, sự việc nó diễn ra như thế nào, trong nội dung của cái lời dạy của Đức Phật trong một bài kinh đó nó có bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu cái yếu lý ở trong cái lời dạy của Đức Phật, và đối tượng đó Đức Phật dạy cho ai thì chúng ta biết rất rõ. Do vậy thì khi mà mình hiểu về, biết rõ về cái lịch sử của Đức Phật, chúng ta không phải là như Hòa Thượng Tệ Siêu nói khi nãy đó. Sự thật ra là chúng ta có những cái các nhà chuyên môn họ khảo cổ, thì họ khảo cổ để chứng minh sự ra đời của Đức Phật là sự thật. Nhưng mà rồi đó thì rõ ràng thì chúng ta cũng không phải là
phải ti ly, rồi phải cất nhắc từng chút, rồi thời điểm Đức Phật ra đời thời nào là chính xác. Sự thật lịch sử thì cũng chưa chưa có cái cơ sở nào để xác định rằng cái năm đó, tháng đó. Nhưng mà cái số liệu đó thì chúng tôi nghĩ rằng thế giới đều lấy cái 624 năm trước công nguyên ấy, đó là cái năm ra đời của Đức Phật. Trong khi có nhiều cái số liệu khác nhau lắm, nhưng mà cái số 624 là con số được Hội Phật giáo quốc tế, các truyền thống Phật giáo quốc tế công nhận. Cái số liệu đó là số liệu mà gần gũi với lại nhiều nguồn kinh điển như về mặt lịch sử, về mặt lịch sử. Cho nên là chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát ngày ra đời, hay nói cách khác tức là Đức Phật ngày ra đời 624 năm trước công nguyên đó, đó là con số mà được hầu như là Phật giáo thế giới, cả các cái truyền thống Phật giáo đều công nhận cái số liệu đó, cái năm đó. Như vậy thì ở đây cái chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà để lại ở cái lời dạy của Đức Phật đó, nó rất là quý. Và mỗi một cái tôn, mỗi một cái dân tộc, mỗi một quốc gia thì có một cái văn hóa khác nhau, cũng như là nó liên quan với lại sự ra đời của Đức Phật, cũng như là tín ngưỡng dân gian về văn hóa, nó nhiều lắm. Nhưng mà rồi khi chúng ta biết được cái sự kiện Đức Phật ngày ra đời như vậy, thì qua kinh điển thì mình mới thấy rằng là quả thật là cái điều đó là cái điều hữu ích cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên là khi mà một người có cái niềm tin á, một người có cái niềm tin, tin ở nơi Đức Phật, nó không phải là chỉ là tin suông, mà là tin có một cái sự hiểu biết, có cái sự hiểu biết. Sự hiểu biết đó thông qua cái lời dạy của Phật, lời dạy của Phật, thì mình mới thấy rằng Đức Phật là một bậc vĩ đại, vĩ đại. Bởi vì vậy cho nên là ngày nay đó, chúng ta được được thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật, được kế thừa mạng mạch của Phật pháp, cũng chính là bởi Đức Phật đã diễn thuyết, Đức Phật đã giáo truyền trong suốt 45 năm hoằng pháp đó, để lại những cái lời dạy của Đức Phật rất là quý giá, rất là quý giá. Mà khi chúng ta đọc qua rồi, cái niềm tin của mình nó lại là đọc qua về cái lời dạy của Đức Phật, thì cái niềm tin của mình lại càng thêm cũng tốt hơn, để rồi mình hiểu Phật hơn, rồi mình hiểu cái lời dạy của Phật hơn, rồi hiểu được cái sự thực hành của mình ở trong cái đời sống hàng ngày. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng ngày lễ Phật đản mà chúng ta thường xài quen đó, thì biết rằng là Phật giáo Nam truyền của chúng ta là nói là ba sự kiện từ đại lễ tam hợp, tức là ba sự kiện. Và theo quan điểm của Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, là Đức Phật chọn ngày đản sanh, thành đạo và niết bàn chung một ngày. Cho nên là chúng ta kỷ niệm cái ngày này là cái ngày tam hợp, hay là lễ Vesakha Puja, đó là ngày lễ tam hợp, lễ mà gọi là tháng Vesak, tương đương với tháng tư âm lịch của mình, là một cái sự kiện rất là quan trọng. Cho nên các cái nước Phật giáo Nam truyền nói chung và Phật giáo Nam tông ở Việt Nam của chúng ta nói riêng đó, thì chúng ta biết rằng những cái ngày này thì các cái ngôi chùa đều có làm lễ ý niệm tưởng niệm về cái ngày thánh đản
của Đức Phật, thì với cái ba cái ý nghĩa là đảng sanh, thành đạo và niết bàn. Ngày xưa thì cho đến ngày hôm nay, hiện giờ các cái ngôi chùa đó, chúng tôi thấy rằng có những ngôi chùa tổ chức lễ Đầu Đà. Đầu Đà thì Phật giáo Nam truyền trên thế giới không có làm, không có cái lễ Đầu Đà. Chúng theo chúng tôi tìm hiểu kỹ đó là do các cái vị tôn đức, các cái vị mà mở đạo của Phật giáo Nam truyền của chúng ta tại Việt Nam, các ngài mới sáng kiến ra cái lễ gọi là lễ Đầu Đà, để rồi một đêm thức hay là nửa đêm thức bán Đầu Đà, để mà thức, để có các cái hình thức, các cái hình thức ôn lại lời dạy của Đức Phật, thông qua các cái hình thức từ thuyết giảng Phật pháp đơn, rồi thuyết giảng Phật pháp vấn đáp, hoặc là hái qua Phật pháp vấn đáp, rồi ngồi thiền, rồi là kinh hành, tất cả những cái hình thức đó, hoặc là chiêm ngưỡng xá lợi Phật, tức là những cái hình đó nhằm để thức trọn đêm, thức trọn đêm hoặc là nửa đêm. Thì chúng tôi nói là cái lễ Đầu Đà là chỉ có Phật giáo Nam tông Nam truyền của chúng ta ở tại Việt Nam có thôi, chứ các nước trên thế giới người ta không có cái lễ Đầu Đà. Thì mình dựa vào cái hạnh 13, cái hạnh Đầu Đà đó, tức là trong đó có một cái hạnh đó, một cái hạnh Đầu Đà đó là nguyện ngăn que di nằm trọn đêm. Cho nên là khi mà mình phát nguyện thọ Đầu Đà thì mình thức thuốc, mình xuất thức đêm đó, và xuất thuốc đêm đó đó thì mình đâu có để làm cái gì với cái công việc đó để có hữu ích cho chính mình, thì mình phải nghe pháp, nói pháp, thảo luận Phật pháp, rồi ngồi thiền, tất cả các thứ thì để là mình tạo cái công đức duyên lành ở trong Phật pháp, nhằm ôn lại cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta có cái sự thực hành một cách tốt đẹp hơn. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là mình đi có cái lễ Đầu Đà nó cũng rất là hay, và nó cũng rất là hay. Ngày xưa thì thức dường như là trọn đêm. Dạ, hồi chúng tôi mới về chùa đó thì có tổ chức trong những dịp rằm tháng tư như thế này, thì thức trọn đêm để mà mình cùng với chư tăng thuyết pháp, rồi hái qua Phật pháp, đối vui Phật pháp, rồi thuyết pháp vấn đáp, rồi ngồi thiền. Nói chung là mình sẽ làm các cái hình thức đó để mình tạo cái phước lành, tạo cái phước lành. Và trong những năm gần đây, năm nay thì như chúng ta cũng biết, cái tình hình dịch bệnh nó đã trải qua 2 năm rồi, chúng ta không có tổ chức lễ Phật đản 2 năm rồi, cái kỷ niệm ngày lễ Tam Hợp đó, 2 năm rồi. Cho nên là giờ thấy là các cái chùa Sài Gòn á, bữa nay cũng như là ngày mai đó, hầu như là có nhiều cái ngôi chùa cũng tổ chức lễ Đầu Đà. Thì đây cũng là một trong những cái ấy, một cái hình thức hoạt động nhằm để ôn lại. Rồi ở xa xa các cái ngôi chùa ở các tỉnh khác đó thì có khi cũng tổ chức, Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng nhìn lại cái thời gian mà thời điểm mà ngày mà Đức Bồ Tát ngày ra đời, rồi mình kỷ niệm một cái ý nghĩa nữa là ngày Đức Bồ Tát ngày thành đạo, và mình có một cái ý nghĩa nữa đó là kỷ niệm cái ngày mà Đức Phật ngày Niết Bàn, vì vậy cho nên là ba cái ý nghĩa này nó mang cái mốc son trọng đại lắm nha, trọng đại lắm. Bởi vì khi mà Đức Bồ Tát ngày ra đời thì chúng ta mới thấy rằng là mọi cái sự kiện khi mà Đức Bồ Tát ngày ra đời
rồi ngày cho nên rằng ở đây đó là cái ý nghĩa của cái ngày lễ Phật đản đó, thì phải nói rất là thiêng liêng từ ở các cái hình thức hoạt động. Có những năm á chúng tôi thấy rằng là người ta tổ chức cái hình thức là xe hoa. Rồi người ta mới là đó là về mặt hình thức đó. Rồi dù gì đi nữa thì các chùa cũng là nhang qua đèn qua nhang đèn qua quả hơn những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó tốt nhất để chúng ta cúng dường cái ngày lễ Phật đản hay là ngày lễ Tam hợp. Rất là quan trọng, nhưng mà do là Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó là chú trọng đến cái hình thức nội dung, đến với cái nội dung. Nội dung là sao? Chúng ta có cái đầu đà để nhằm ôn lại Đức Phật, cuộc đời Đức Phật. Chúng ta không có những cái hình thức ở bên ngoài, bởi vì ở đó là nó không đúng với cái truyền thống. Đó là chúng ta không có tổ chức văn nghệ và chúng ta cũng không có tổ chức gì hình thức nó to tát, nó mang cái tính hình thức nhiều đó. Nhưng mà rồi đó là chúng ta ít nhiều thì ở trong chùa của các cái ngôi chùa cũng qua cũng có qua có đèn có những cái đó. Rồi trong những năm gần đây đó thì mình lại có cái hình thức là có cái hình thức là làm lễ qua đăng. Qua đăng tức là đốt đèn, rồi chúng ta đốt đèn, rồi chúng ta trưng bông qua những gì mà đẹp nhất, chúng ta trưng bày lên để tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật và đối với Đức Phật. Cho nên cái gì chúng ta tôn kính, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đừng có không phải là bỏ hình thức nha. Mà chúng ta lại chú trọng hết hoàn toàn vào cái nội dung mà cái hình thức chúng ta bỏ qua thì nó cũng không được. Mà chúng ta quan trọng đến cái hình thức mà chúng ta trong khi chúng ta quên đi, bỏ đi cái nội dung chính của ở trong cái ngày lễ Phật đản thì chúng tôi nghĩ rất là ủ, rất là ủ. Cho nên rằng là hình thức là những cái cách để chúng ta bày tỏ sự tôn kính của mình đối với Đức Phật. Giống như là mình nói ôi thôi, ở trong Phật, ở trong tâm mình chứ ở đâu. Cái câu đó nói là nó khác với cái nghĩa là cái sự mà giác ngộ ở trong tâm, hoặc là cái sự thánh thiện ở trong lòng của mình, nó khác. Bây giờ là nếu mà mình không có thể hiện cái hình thức, giống như là mình nói rằng mình nói mình người tu mà mình không có cạo đầu đắp y, hay là mình là người cư sĩ mà mình không giữ giới, hay là không có đi chùa, không có làm những cái công việc gì đó, thì nó giống như cái câu mà người ta nói rằng Phật ở trong tâm. Thì cái câu Phật ở trong tâm là cái câu đó nó nguy hại lắm. Nó nguy hiểm lắm. Tại vì người ta mượn cái câu đó để rồi người ta không làm cái gì hết, không thể hiện cái gì hết, từ cái hình thức cho đến cái nội dung người ta không thể hiện. Bởi vì nó trong tâm rồi, có cái việc mà thể hiện đó, ai biết được trong lòng của mình ra sao, trong tâm của mình ra sao. Nhưng mà trước mắt là mình không có thể hiện một cái gì từ hình thức cho đến nội dung đó, tưởng niệm đến cái ngày mà Phật ra đời đó, ngày Bồ Tát ngày ra đời, cái ngày Bồ Tát ngày thành đạo, cũng như là Đức Phật bàn, chúng ta không có một cái thể hiện gì. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái sự kiện mà gọi là
Đức Phật ngày ra đời này, ở trong kinh mà đặc biệt là kinh Đại Bổn, thì Đức Phật, Đức Bồ Tát ngày có nói cái câu là Agbohan Asmilokasa Chetohan Asmilokasa, gọi là Chetohan Asmilokasa Chatinatidani Bunaphawati Phawoti. Có nghĩa là Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài nói cái câu là ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, ta là bậc, là một cái, là một bậc duy nhất ở trên đời, nay là đời sống cuối cùng, không còn sanh ở lại kiếp sau nữa. Ngài khẳng định như vậy. Cho nên cái việc mà ngài nói kiếp này là giống như là kiếp chót rồi, ngài không còn trở lại cái đời sống tái sanh. Và dĩ nhiên là khi đó là ngài còn là Bồ Tát, cho nên cái tâm mà cái việc mà ngài nói rằng ta là bậc duy nhất, là bậc tối tôn là chuyện đương nhiên, bởi vì cái tôi của mình nó vẫn còn, nó vẫn có, vẫn bình thường, cho nên là ngài cũng nói mà quả thật là như vậy nha. Quả thật là như vậy, cho nên rằng nó là mà ngài ra đời để ngài khẳng định rằng ta là bậc duy nhất ở trên đời, bậc tối tôn trên đời. Bởi vì cái thế giới ma vương mà chư thiên sa môn bà la môn này chưa có ai có được cái sự giác ngộ, và chưa có ai có được cái sự chứng nghiệm. Và ngài khẳng định là kiếp này là kiếp chót, kiếp này là kiếp chót, ta là bậc tối tôn, ta là bậc duy nhất, ta là bậc tối thượng, nay là đời sống cuối cùng, ta không còn trở lại với đời sống này nữa. Đó là điều mà chúng ta thấy như vậy. Cho nên rằng khi mà Đức Phật ngày ra, Đức Bồ Tát ngày ra đời như vậy đó, thì ngài mới là sau bao năm là một thái tử sống trong hoàng cung, rồi ngài cũng chứng kiến những cái sự diễn biến ở trong cuộc đời này, để rồi ngài xuất gia, ngài tầm đạo, và ngài mới thành đạo được. Dạ. Cái ý nghĩa của thành đạo chúng ta thấy rất là quan trọng. Cái ý nghĩa của thành đạo rất là quan trọng. Bởi vì trước đây đó, ngoại trừ chư Phật quá khứ thôi, và chư Phật tương lai thì chưa có. Nhưng mà rồi đó, thì ngay từ bây giờ thì Đức Phật ngài giác ngộ, mới thấy được cái nguyên lý ở cuộc đời này, nguyên lý vận hành của thế gian này, từ ở cái nguyên nhân gì mà chúng sanh luân hồi, nguyên nhân gì mà chúng sanh phải khổ đau, nguyên nhân gì mà chúng sanh có cái sự hiện hữu. Cho nên là ngài mới thấy rằng rõ ràng là cái phiền não, một cái chướng ngại lớn, cái chướng ngại lớn do có cái phiền não, do có cái ái dục, do có cái phiền não, cho nên là mới tạo nên cái luân hồi khổ đau. Vì vậy cho nên khi mà ngài vừa giác ngộ, ngài mới thấy rằng, chiêm nghiệm rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh, ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không còn nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, cột kèo ngươi bị tan, tâm ta được tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Bởi vì ngài thấy cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà ngũ quẩn này đó, chúng ta thấy là nếu mà nói ở trong kinh Tương Ưng ấy, thì có lẽ là chúng ta luân hồi rất là nhiều, nếu chúng ta chưa đoạn tận được cái phiền não, cái căn nhân, cái gốc rễ để tạo nên đời sống luân hồi này, là tham ái hay là vô minh hay là chấp thủ, thì đó là những cái chủ nhân ông, tức là cái người để tạo nên, xây dựng nên cái ngôi nhà này. Mà Đức Phật ngài nói rồi là ta nay ta đã tìm thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, đòn tay ngươi bị gãy, cột kèo ngươi bị tan, tâm ta đã tịnh, tham ái thải tiêu dục. Tức là cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà ngũ quẩn này không còn nữa, dứt khoát là cái từ đây về sau cái thân ngũ quẩn không có còn tái hiện nữa. Như vậy
Như nhìn chúng ta đọc ở trong cái kệ ngôn số 53, 153 cũng như 54, chúng ta gặp cái điều đó. Cho nên là cái khi mà Đức Phật ngày giác ngộ thành Phật thì ngài mới thấy được là cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà này. Cho nên là chỉ có Đức Phật mới đủ khả năng chiêm nghiệm thấy được những điều đó. Và chỉ có Đức Phật ngài mới giáo truyền cho những cái lời dạy của Đức Phật cho những hàng tinh vân, cho những hàng tinh vân được. Và những ai tu chứng theo hạnh, theo tu chứng theo của ngài đó, thì cái người đó có thể là giác ngộ giải thoát. Rồi cũng mãi rằng chúng ta thấy rằng hồi nãy chúng ta nghe Hòa Thượng Giác Đẳng nói về cái sự khác biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền thì nói rằng ngài xuất gia năm 19 tuổi, rồi ngài có 49 năm hoằng pháp thì không có giải thích những điều đó. Trong khi Phật giáo Nam truyền thì chúng ta thấy rõ là ngài xuất gia năm 29 tuổi, 6 năm khổ hạnh thì ngài thành đạo năm 35 tuổi. Và trong 35 năm 35 tuổi đó, ngài nếu chúng ta tính 80 năm Đức Phật ngài tịch diệt đó, thì ngài có 45 năm hoằng pháp. 45 năm hoằng pháp. Thì cái điều đó nó giống như là cái sự công thành quả mãn của một Đức Phật. Bởi vì trong suốt 45 năm hoằng pháp đó, ngài đã giáo hóa lợi lạc đến chư thiên và loài người rất là nhiều, chứ không phải là ít. Không phải là ít. Từ ở toàn cõi Ấn Độ, chúng ta thấy rằng mặc dù Đức Phật không thể nào tiếp độ, tế độ hết được, nhưng mà cái số lượng mà số người chúng sanh mà được lợi lạc từ nơi nguồn ân giáo pháp của Đức Phật để được giải thoát thì chúng ta thấy rất là nhiều, rất là nhiều. Cái đó được nói đến cái sự công thành quả mãn của Đức Phật. Ngài đã, cho nên là nói rằng là sao nếu chúng ta đọc cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, bài kinh Đại Bát Niết Bàn là một trong bài kinh phản ánh cái sự kiện xảy ra trước 3 tháng Đức Phật tịch diệt. Trước 3 tháng Đức Phật tịch diệt. Dạ thưa, kính thưa Thượng tọa Pháp Tân, đạo tràng của chúng con đã vừa mới mất tiếng của ngài. Dạ con kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân cầm mic trở lại ạ. Dạ Thượng tọa Pháp Tân đã rớt mic ạ. Chúng con xin được kính thỉnh ngài cầm mic lại. Nam mô Bụt Thầy giá. Chúng Phật Thượng tọa Pháp Tân trong lớp học không còn nghe âm thanh của Thượng tọa nữa. Kính thỉnh Thượng tọa cầm mic trở lại. Dùng kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân cầm mic trở lại ạ.
Dạ chúng con. Thì có lẽ là Thượng tọa Pháp Tân đang gặp trở ngại kỹ thuật. Và giờ này thì cũng đã đến 10 giờ. Xin phép được... Dạ. Xin thay mặt đại chúng trong rung kính trương Thượng tọa Pháp Tân đã tiếp lời cho Hòa Thượng Nhất Đẳng và Hòa Thượng Tệ Siêu trong buổi sinh hoạt đặc biệt ngày thứ hai trong tuần lễ Vesak. Xin kính trương Thượng tọa. Kính mời cô Phong Lan cầm mic để hồi hướng và hoàn mãn chương trình ngày hôm nay. Xin mời cô. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Trì. Và con cảm ơn sư. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.